công bố biểu diễn một số ca khúc mà được giải, nhưng mà vì lý do là bất thời điểm Covid cho nên là giờ cũng bắt thực hiện nghiêm túc những chỉ thị của Ủy ban nhân dân, cho nên hôm nay là một tỉnh là tiến hành là trao giải ở một cái tinh gọn, nhưng mà không có là tinh gọn nhưng mà rất là ấm cúng vì các tác giả được giải đã đến tham dự là đông đủ. Chúng xin báo các tác giả là ngồi các tác giả trong tỉnh mình được giải chỉ có ba tác giả Phát thiết tôi ơi, phát
trong tôi vang thiên. Tôi đang nằm một cái nào tôi đang nằm